Hello, chào mừng anh em đến với live stream của Hùng. Vừa rồi thì có khách gọi vào Zalo, đâm ra là phải ngắt cái live stream. Đấy, thì bên Hùng vừa mới về một lô hàng hơn 100 đôi tất cầu lông Yonex với cả 28 đôi giày cầu lông Li Ling chính hãng, nhưng mà nó mới về được có một nửa thôi, chắc được tầm khoảng 13-14 đôi. Thì Hùng cứ bóc trước cho anh em, mấy hôm nữa thì các size còn lại nó về thì sẽ lại đăng tiếp cho anh em. Hàng thì phải nói là chắc phải gần 2 năm nay rồi Hùng không kiếm được một lô hàng giày cầu lông Li Ning chính hãng mà có giá tốt như lần này, cũng như là mẫu cũng rất là đẹp. Mẫu này thì trước kia cũng đã từng bán rồi. Thực sự là từ sau Covid là giày hay là bất cứ hàng hóa gì đó lên kinh khủng. Lên kinh khủng luôn mọi người. Đấy thì phải nói là lần này rất hiếm mới kiếm được một lô giày cầu lông Li Ning chính hãng mà giá nó tốt như này, dưới 1 triệu. Khuyến mãi tính ra là khoảng tầm 40%, hơn 40% tí. Trước khi bóc hàng thì Hùng cũng chưa bóc hàng đâu, tất thì Hùng mới bóc. Còn giày thì chưa bóc hàng thì một lát nữa bóc cho anh em. Trước tiên chúng ta cũng phải làm thủ tục. Chúng ta chào nhau cái cho nó sôi động nào. Chúng ta phải tương tác với nhau một chút. Hello mọi người nhá. Mọi người comment hai chúng ta chào nhau cái nào. Để xem là ai đang xem live stream của Hùng để Hùng có thể chào mọi người nhá. Trước tiên cứ bật cái Facebook lên đấy. Facebook lên để comment mọi người. Bật trên máy tính lên để comment mọi người Hùng còn đọc được. Facebook giờ nó toàn ẩn comment thôi, rất là ghét. Hello anh em chào chào anh Henry Trần nhá. Xin chào anh Henry Trần. Có anh em nào hello nữa không nào? Mình tắt âm. Hello anh em, có anh em nào muốn mua giày cầu lông không? Lô hàng quá ngon luôn. Nhưng mà hàng rất là ít, kiếm được đúng 28 đôi. Hiện tại thì mới về được một nửa. Đấy thì anh em nào đang có nhu cầu mua giày hoặc là có bạn bè muốn mua giày thì giới thiệu giúp Hùng nhá. Hàng này thì đảm bảo về chắc chỉ vài hôm là hết sạch thôi. Thậm chí là 1-2 hôm là hết đấy. Đấy, thì anh em nào đang cần mua giày thì còn anh em không chào nhau thì thôi. Chắc là sao lạ nhỉ? Toàn người mới vào xem live của Hùng hay sao ấy. Chắc là Hùng ly không đúng giờ cho lắm. Hello anh Phạm Gia nhá. Mãi mới có người tương tác. Ok, bây giờ ông bóc cho mọi người. Đây đây là một chắc là một đôi họ kiểu đại loại họ đóng thiếu cho mình xong họ gửi bù ấy. Đấy một một thùng với một cái kiện này, đấy băng dính Li Ning, băng dính của hãng Li Ning. Hàng nội địa Trung Quốc nha anh em. Đấy, bền lắm, hàng nội địa. Suy cho cùng hàng nội địa vẫn là đẳng cấp của nó đấy anh em ạ. Có những khách vào cứ tưởng bóc phốt mình, bảo bóc phốt thằng em bán cho anh đôi giày đi 35 chưa hỏng. Mày Hùng chả biết, mình bảo quái ông này đi kiểu gì được 35, mình đi giày chưa bao giờ phá kỷ lục được một năm. À cái này màu xanh chuối, cái này chỉ có size 43 là màu này thôi, màu xanh, tại vì cái màu đen. Anh em nó thích phong cách này không, trẻ trung sáng rực lửa không? Thực ra là Hùng nhập màu đen nhưng mà vì màu đen nó hết size 43 rồi nên là mình lấy thêm màu xanh chuối nữa. Nhưng mà màu này phải nói là độc nhất sân luôn. Đấy. Màu này cực kỳ chất luôn, màu xanh chuối nha. Chất không anh em? Đấy thì đôi giày rất là ngon. Đấy. Kiện hàng gửi từ Trung Quốc về luôn anh em nhá. Đây toàn tiếng Trung. Mình cũng chả biết dịch. Cái này chỉ dùng phần mềm dịch thôi. Đấy. Badminton Badminton Team cái gì đây? Đấy, đại loại thế. Đây đơn hàng toàn kiện hàng toàn chữ Trung Quốc này. Đấy thì đôi này đây, mã nhá. AITP 023-1 size 43. Giá gốc là 499 nhân dân tệ nhá, toàn tiếng Trung này. Thì hàng nội địa mà. Thì nó tương đương với khoảng 1 triệu 750.
Thì Hùng sale với cái màu xanh chuối này thì nó đắt hơn, nhập vào đắt hơn thì cũng phải bán đắt hơn một chút cho anh em. Nhưng thực ra nếu mà bán cao hơn một chút nhưng mà tính ra giá mình nhập cao hơn khá là nhiều đấy. Cái này bán 950 nha, ship 40 là 990 nha. Hùng nói thẳng với anh em là bây giờ kiếm một đôi giày ngon như thế này và mức giá như thế thì không có đâu. Tại vì Hùng đã kiếm hơn một năm nay cũng chả có lô hàng nào mà sản phẩm vừa ngon mà hàng nội địa xong rồi còn giá rẻ nữa. Dưới 1 triệu có một đôi giày 950. Còn đôi màu đen thì bây giờ Hùng bóc cho anh em. Màu đen chỉ có 900 thôi. À nhầm, 920 thôi. Còn tất kia còn 50 một đôi nhé. Nhưng mà Hùng chỉ ship tối thiểu 3 đôi thôi. Còn anh em mà mua cùng hàng khác thì có thể ship một đôi. Nhưng mà ôi dồi ôi, bóc ngược. Sao nó gửi cho mình xem. À hình như mình đặt cả 44 à. Mình đặt có 1, 2 đôi 44 hay sao nhỉ. Thực ra mình đặt size nào mình còn chả nhớ cả. Chắc là có đặt 44. Nó gửi cho mình size 44 à. Ôi có cả size 41 5, có cả 44 cho anh em nha. Đây nhìn thấy một đôi 44 này. Hôm trước chắc ôi giời, 2 đôi 44 luôn anh em ạ. Không biết mình có đặt nhầm hay họ gửi nhầm nhỉ. Chắc là mình có đặt size 44 đấy. Tại vì hôm trước có mấy anh em hỏi. Anh em nói đi size 44 không? Đây có 2 đôi 44 cho anh em nhá. Đây, những đôi chính của nó đây. Sao bụi thế? Đôi giày để trong hộp mà bụi nhỉ. Đây hơi bụi tí. Đây nha anh em, size 44 đây. Đấy, giày màu đen này. Đấy, thì review cho anh em một tí về sản phẩm nhá. Đôi này trước cũng bán cũng rất là chạy. Nhưng mà ngày trước bán là hàng chính ngạch, nhập khẩu. Đấy, nó có hơi bị bụi một tí. Đấy, bụi này. Đấy, rẻ lau cái nhỉ. Lau cái là sạch ngay. Ok anh em, đôi giày nhá, nhìn tận mắt luôn này. Đấy, nhìn như kiểu nhìn thực tế tại shop luôn. Đấy, lúc nay giới thiệu nhá, 499 tệ, tương đương với 1 750, gần 1,8 triệu tiền Việt. Sale có 920 đôi này thôi. Hiện tại thì mới về size 41 5 và 42 à. Còn size hiện tại với về 41 5 và 42 cũng như là size 43 là của cái màu. Đôi này không có 43 màu này. Chỉ có 43 màu xanh chuối như ban đầu Hùng cho mọi người xem nhá. 43 màu xanh chuối 950, còn cái màu đen này là 920 nhá. Ship 40 nữa, tặng hai cuốn cán. Và hai cuốn cán vợt và một chặn mồ hôi cổ tay nha mọi người. Sale có 920 thôi. Giới thiệu một chút về anh em về đôi giày. Đôi giày này thuộc dòng tầm cao, dưới cao cấp của Li Ning. Giá gốc là 499 tệ. Giới thiệu rồi. Và đây. Đây là dòng đế Light TD. Light có nghĩa là nhẹ đó mọi người. Đấy. Thì dòng đế này nó nhẹ và tương đối nhẹ và êm. Đây mặt đế thì được là cao, là nó cũng là cao su thôi. Chất liệu cao su đặc biệt và được có khả năng chống mài mòn tốt. Hùng thấy lớp đế của đôi này cũng rất là dày nên anh em có thể chơi cả sân bê tông cũng như sân thảm nhá. Đấy, và nó được phun sơn. Cái này là phun sơn đồng màu, màu cam. Mặt đế thì được thiết kế để giúp đôi giày bám nền. Và đế thì có thiết kế công nghệ, đây là công nghệ ProBalock. Đó là bộ kết nối, bộ đây hay còn gọi là công nghệ chống xoắn. Nó sẽ kết nối phần trên và phần dưới của đôi giày, giúp giữ ổn định khi mà chúng ta tiếp đất, cũng như là nó sẽ hấp thụ bớt cái lực, bớt cái lực giảm trợ lực rơi từ trên cao xuống ấy. Nó sẽ hấp thụ bớt cái lực tác động vào chân của chúng ta, cũng như là trong quá trình bật lên nó sẽ hỗ trợ cho lực bật.
Đấy. Đây là miếng kiểu miếng nhựa, đây là miếng carbon này. Đấy, để và chống xoắn theo các chiều ấy. Bởi vì đế giày dày mềm ấy, đế giày mà mềm mà không có chống xoắn thì sẽ rất dễ là khi tiếp đất nó bị nó kiểu bị lệch về một bên ấy, thì có thể dẫn đến lật cổ chân mọi người. Đấy. Nguyện Pro Balock nha. Đấy. Và đây, đuôi giày phía trong là một lớp lưới dệt sợi cước. Đây anh em. Với kiểu dệt này thì chúng ta sẽ không sợ nó kiểu kiểu dệt này nó sẽ rất là bền. Nó không giống như dệt vải. Dệt vải thì đi nhiều có thể sẽ bị rách. Nhưng mà dệt kiểu sợi cước này thì nó sẽ rất là bền và khó có thể rách được. Tiếp theo là một lớp da được in ép nhiệt lên. Công nghệ không lạ của Li Ning, công nghệ hàng đầu của Li Ning ép nhiệt, nó không cần dùng đường may. Nó ép lên lớp lưới dệt này. Đấy thì lớp này nó rất là dày. Nó có một lớp mỏng bên trong và một lớp nổi ở bên ngoài. Đấy. Thì với cái lớp nổi như này thì nó sẽ hạn chế tối đa, nó bảo vệ cái lớp da của giày khi mà chúng ta dê chạy và chúng ta dê má. Đấy. Đây ở đây nó làm vân nổi lên trông cũng tạo lên sự độc đáo cho đôi giày, khiến đôi giày trông sang và đẹp hơn. Đấy mọi người nhìn từng góc cạnh của đôi giày luôn nhá. Đấy. Và chất liệu giảm chấn của đôi giày này chính là chất liệu Lining Cloud. Đây, biểu tượng của Lining Cloud đây. Nó rất là mềm và êm, độ đàn hồi cao. Anh em đi giày Li Ning nhé, càng đi lâu thì sẽ càng êm ra. Có thể mới đầu mọi người đi nó chỉ thấy nó êm bình thường thôi. Nhưng mà mọi người khi mọi người chạy một thời gian ấy, cái lớp giảm chấn đây này, cái màu trắng này, cái lớp giảm chấn của nó bắt đầu nó mềm ra. Đấy, nó bắt đầu mềm ra thì lúc đấy đi rất là êm chân luôn. Đi Li Ning càng đi về sau càng sướng. Đấy, lớp giảm chấn Lining của Cloud nó rất là dày. Đấy. Lining Cloud. Ngon. Đôi giày phải nói là rất là ngon. Nhưng mà hiện tại thì mới về có size 43 của 44 nhá. Có size 44 đấy. Có size 44. Đôi này 44 luôn này. Đúng rồi. Đây, size 44 nha anh em nào chân ngoại cỡ mà kiếm size 44 khó thì quất luôn đôi này cho em. Có mỗi hai đôi 44 thế đấy. Tại vì nó size to cũng không nhập thì nó không phổ biến lắm. Đấy, tại vì có khuyến mãi giá tốt nên là Hùng mới nhập thêm size 44 cho anh em đấy. Còn bây giờ hiện tại mình có size 44 này. Với cả size 43 là màu xanh chuối nhá. Màu xanh chuối này Hùng bóc đâu nhỉ? Biết đâu. Ok, 43 thì có màu xanh chuối nha. Xanh chuối đẹp long lanh luôn anh em. Độc nhất vô nhị luôn. Màu cực kỳ độc và đẹp. Mẫu này thì ở Việt Nam sao mua được. Cái này chỉ có xách tay về thôi. Đấy, màu xanh chuối thì có size 43 thôi. Vì nó cao hơn mà nên là Hùng không nhập mấy size bé. Thực ra Hùng bán 950.000 đắt hơn đôi đen này 30.000. Nhưng mà thực ra Hùng lãi còn ít hơn đôi đen này một chút. Đấy, tại vì nhập vào nó đắt hơn. Nhập vào đắt hơn 50. Nhưng mà không muốn bán đội giá lên cao quá. Tính cả ship cho mọi người cũng chỉ 990 thôi. Hùng không muốn đội lên thành hơn 1 triệu cả ship. Nên Hùng quyết định bán 950 cho anh em. Bớt lãi đi một chút. Có size 439.5 này, 40, 41 thì hàng chưa về nhá. Anh em cũng nếu mà xem được livestream này tốt nhất lên đặt trước dặn Hùng. Lúc nào có về thì Hùng báo luôn, Hùng báo ship cho không có hàng, nó có ít đấy. Hàng có ít, mọi người đợi hàng về nếu mà không đặt nhanh nó không còn đâu. Nói thật chứ với cái giày tầm giá cao như này mà sale dưới 1 triệu thì phải nói là cực kỳ hiếm đấy. Hơn một năm nay Hùng kiếm săn hết chương trình này, chương trình kia của bên Trung Quốc mà còn không kiếm được cơ mà. Lần này kiếm được có ít thôi. Đấy, size 42 thì nó về đủ size, có 6 đôi 42 này. Đấy, nó toàn kiểu bị bụi, chắc nó đặt trong kho hay như nào nó bụi. Là cái bụi này như kiểu cảm giác như kiểu bụi cám thôi, lau cái là sạch. Đấy, lau cái sạch luôn.
Đấy, bây giờ rất đẹp này. Nó làm cái này nó làm vân nổi luôn nhá. Đấy, chất liệu da rất là dày dặn. Lưới. Đôi giày này nhẹ, êm, an toàn chống lật cổ chân. Càng đi về sau càng êm. Đệm gót của nó cũng rất là dày dặn cho anh em. Cái lót của nó cũng rất là dày nhá. Lót của nó bám thuôn theo lòng bàn chân ấy. Đâm ra là đi vào cảm giác nó rất là dễ chịu. Đây lót nó cong theo lòng bàn chân và nó đỡ hai cạnh lòng bàn chân của chúng ta. Lót lining rất là dày và êm. Và bên trong này nó còn có một lớp màu xanh như này mọi người nhé. Nó rất là êm luôn. Lớp màu xanh này nó cũng là một lớp giảm chấn. Đấy, êm, cũng rất là êm cho đôi giày. Hình như, không biết, không nhớ hình như là bản quốc tế hình như là không có cái lớp này. Bản nội địa nó làm có cái lớp này. Thêm một lớp giảm chấn rất mềm màu xanh này. Ngoài ra thì giảm chấn chính của nó chính là lớp lining cửa lao này. Rất mềm và đàn hồi. Khi Hùng dí vào nó cũng như kiểu nó muốn đẩy tay Hùng ra luôn. Thì anh em càng đi nó càng mềm. Đấy thì có mỗi đôi giày thì cũng chỉ giới thiệu được thế thôi. Mình cũng chả cam kết là hàng chính hãng 100% và bảo hành 1 tháng cho mọi người nhá. Tặng kèm hai cuốn cán vợt và một chặn mồ hôi cổ tay. Còn mức giá thì khỏi nói rồi. Anh em không mua chỉ có kiểu tiếc thôi. Mọi người nói là không mua là chỉ có tiếc. Hiện tại mới về size 415, 42 của màu đen, 44 của màu đen và 43 của màu xanh chuối nhá. Màu xanh chuối như Hùng nhập cũng nhìn như có 3 đôi 43. Tại vì giá nó nhập cũng cao hơn nên là bán 950 thì thực ra cũng chả lãi được mấy. Đấy còn size 439.5, 40, 41 thì thùng nữa. Thùng nữa thì phải chắc mấy hôm nữa mới về. Đấy thì mọi người kết thì cứ đặt trước đi. Tiếp theo quay sang bên này một tí. Đây tất Yonex chỉ có 50.000 một đôi thôi nha. Nhưng mà Hùng chỉ ship tối thiểu là 3 đôi nếu mà anh em chỉ mua tất. Còn anh em mua kèm hàng khác thì Hùng có thể ship các đơn một đôi cho anh em, một đôi kèm với các hàng khác. Có màu da cam này, tất thì khá là dày dặn, không quá dày. Dày quá thì cũng không thích, không phải nói thẳng như thế. Ngày trước Hùng nhập một lô tất đi linh nhưng mà nó dày quá, công nhận nó êm thật. Nó êm dã man mà cảm giác nó gần như không dao luôn cái đợt lô tất đi linh. Đi bây giờ vẫn rít khít chân. Nhưng mà mỗi tội nó dày quá, nhiều khi mình đeo mình bình thường mình đeo giày size 42 mà đi tất dày quá cảm giác nó hơi kích kích chân. Đấy thì đôi đấy mình lại toàn phải. Đấy đợt này mấy đôi giày chạy Hùng phải toàn lấy lên 43 để đi mấy đôi tất đấy. Nó cũng kiểu nóng nên dày quá không tốt. Cái này không không phải tất dày ở mức cao nhất nhá. Nó chỉ gọi là hơi dày. Đấy nói chung là cái độ dày tầm như này là phù hợp nhất cho anh em chơi cầu lông này. Vừa đủ độ êm mà độ dày cũng không quá dày. Đấy thì có màu cam này, màu vàng, màu trắng. Màu trắng thì là màu phổ thông nhiều anh em hay mua nhất này. Đấy, màu đen nếu anh em nào đi giày màu sáng thì có thể đi tất màu đen. Và màu xanh nữa thì phải. Xanh nữa. Đấy. Có 5 màu cho anh em nhá. Xanh này. Đấy. Cái tất này nó chống dão cũng rất là tốt, cái form nó rất là ôm vào chân và cái này nó chống dão ít nhưng và nó rất là bám cái mặt mặt đế của giày ấy. Khi mà chúng ta xỏ vào chân thì nó sẽ không kiểu bị xỏ vào trong giày thì nó sẽ có độ zip, độ bám với mặt trong của giày thì sẽ không bị trượt. Form thì nó khá là ôm vào chân và cổ thì cũng không. Đây cũng là tất cổ cao nhưng mà nó cũng không quá cao. Nên là khi đeo vào chân nó rất là cân đối. Trông nó rất là cân đối. Bình thường tất này Hùng thấy trên thị trường đang bán toàn 60-65 nghìn. Hùng bán rẻ cho anh em có 50 một đôi nhá.
Thực ra là Hùng cũng chính ra Hùng cũng nên bán cao hơn, tại vì đuôi tất cũng chả lãi được bao nhiêu, nhưng mà nói chung để bán thêm lãi được thêm ít nào hay ít đấy, phục vụ anh em mua hàng là chính, chứ thực ra nếu bán chỉ riêng tất không thì nhiều khi Hùng ngại, Hùng cũng chẳng muốn bán thật vì nó không được đáng bao nhiêu, nên mới quy định gọi là ba đôi thì lãi được một tí, công gói hàng, hộp gói hàng thứ nữa đấy. Màu trắng này, màu đen, màu vàng, màu xanh, màu cam. Mua từ 5 đôi trở lên thì tính giá 45 cho anh em nhé. Phí ship thì vẫn phải tính á. Phí ship thì 30.000 một đơn thôi. 30.000 là Hùng cũng phải bù mất một tí tiền ship đấy, để tính tròn 30.000 cho anh em đấy. Chứ ship hàng cũng trên 30.000. Phí ship cũng trên 30.000. Đấy thì rất là rẻ, có 50.000 một đôi thôi. Anh em ví dụ mua các sản phẩm khác, ví dụ như là quần cán, hay là mua bó cổ chân, bó gối, hay là mua giày các thứ chẳng hạn đấy, thì anh em mua kèm tất. Đôi giày ngon thật, lâu lắm rồi, thực sự là lâu lắm rồi mới kiếm được lô hàng ngon như này giới thiệu anh em, mà anh em còn không biết nắm bắt, không nắm bắt cơ hội nữa thì thực sự là rất là tiếc. Bởi vì bản thân Hùng là người bán, Hùng săn hàng, Hùng thấy là để kiếm được cái lô hàng này, Hùng hơn một năm nay chưa kiếm được lô hàng nào như này đấy. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Không biết nãy giờ có ok anh Nguyễn Bằng ship anh ba đôi tất, ok anh luôn anh ơi. Đấy, anh em nào mua tất thì ok, em cảm ơn anh Đỗ Đức Vĩnh nha, giày này giá tốt đấy, ok anh, tốt mà anh, bảo hành cho mọi người nữa. Hùng nói thẳng với mọi người là Hùng tự tin về chất lượng sản phẩm và giày ngon, à, cũng như là cái này bảo hành là Hùng bỏ tiền ra, Hùng bảo hành với anh em nha, giày hỏng là Hùng chịu, đấy, uy tín cho anh em luôn, chứ làm gì có chuyện người ta bảo hành cho Hùng, hàng này hàng xách tay mà, hàng nội địa xách tay mà. Làm gì có chuyện người ta bảo hành cho Hùng đâu. Hùng tự bỏ tiền Hùng bảo hành thôi. Ví dụ giày gặp vấn đề thì Hùng bỏ tiền túi của Hùng ra bảo hành cho mọi người thôi. Đấy, đôi giày quá ngon luôn anh em nha. Ngon hết nước chấm. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hùng xin phép kết thúc cái... À đúng rồi, giới thiệu một tí nữa, quên mất không giới thiệu đến anh em. Dạo này thì Hùng có đang bán cuốn cán, nhưng thực ra đây, cuốn cán chống trơn đặc trị môi tay trơn tuyệt vời, tiện giới thiệu cho anh em luôn. Độc quyền Sport Hùng, chất liệu đặc biệt, không giống với bất cứ loại cuốn cán nào khác trên thị trường. Chống trơn rất hiệu quả, thấm hút mồ hôi tốt, mồ hôi ra mà vẫn bám tay. Đây chính là loại Hùng dùng 4-5 năm nay rồi. Đấy, mọi người có thấy không? Chất liệu. Mọi người trông nó giống như kiểu nỉ ấy mọi người nhỉ? Đúng không? Cái này thì bên nhà sản xuất họ ghi thông tin là da lộn nhá. Họ ghi thông tin chất liệu của cuốn cán là da lộn. Đấy là người ta ghi thế, còn thực tế Hùng cũng chả biết nó là chất liệu gì, cũng giống giống da lộn thật. Đấy, nó bột bột này mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, cuốn này thì Hùng bán rất là tự tin thôi, hàng bao giờ về cũng hết mà. Khách quen họ cái đặt. Nên nhiều khi Hùng chả đăng tại vì bởi vì hàng về cho khách quen ấy, họ đặt coi như gần hết rồi đâu. Với cả còn một số thì mình thỉnh thoảng mình tặng quà cho các khách mua hàng khác. Cuốn cán chống trơn đặc trị môi tay trơn tuyệt độc quyền Sport Hùng, không có thương hiệu nha. Đây anh em, băng dính đen xì, không có thương hiệu gì hết. Thực ra Hùng thích làm thương hiệu, nhái vào thương hiệu gì cũng được thôi. Thêm cái tên mà bảo nhà sản xuất thêm cái in thêm cái tên vào cái băng dính này được. Nhưng cái thương hiệu hay không thì không quan trọng, tại vì cuốn cán thị trường bây giờ toàn cuốn kiểu fake, cuốn nhái mà. Đấy. Còn cái cuốn này thì độc quyền Sport Hùng. Hai màu xanh vàng, chỉ có hai màu xanh vàng thôi, không có màu khác. Đấy, bán 4-5 năm nay rồi, chỉ có màu xanh vàng thôi, màu xanh và màu vàng. Chống trơn rất là tốt, nhưng dĩ nhiên không thể so với cuốn Yonex chính hãng này nhá. Yonex chính hãng nó là đỉnh cao của cuốn cán vợt rồi. Đấy, nhưng mà cái này có thể cũng có tác dụng như cuốn gọi là tác dụng ấy, tác dụng chống trơn,
cuốn run hết trống trơn, cuốn này cũng trống trơn và cũng rít tay khi ra mồ hôi. Đấy, anh em nào mà chưa tìm được loại cuốn cán phù hợp, dùng các loại khác mà vẫn trơn ấy, thì mọi người cứ thử đi, mọi người cứ thực sự thử đi. Nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn, không nói thật, nhiều khách nhá, nhiều khách feedback hàng mới đầu nhận nhìn đúng là xấu xấu bẩn bẩn, nhưng mà đến lúc dùng thì lại có cái nhìn khác về sản phẩm luôn. Hùng nói như vậy không phải để anh em quá ảo tưởng về cái sản phẩm này là nó công dụng kinh khủng lắm, nhưng mà thực sự là nó rất là hiệu quả đối với những người bị da mồ hôi tay hay là cầm vợt, cầm các cái loại cuốn cán khác mà bị trơn ấy, đặc biệt là cuốn VS. Không phải Hùng chê cuốn VS nhưng Hùng nói thật, những anh em nào mà da nhiều mồ hôi, tay mồ hôi dầu, dùng VS, như Hùng mà dùng VS, Hùng vừa mới cầm vào chỉ ra một tí mồ hôi là tay như kiểu muốn bay vợt luôn. Mấy loại cuốn gắn khác cũng thế, Hùng không tài nào dùng được. Ngày xưa chỉ có dùng Zonex xịn, mà một típ của nó mua ở shop nào đắt thì là 120 một típ 3 chiếc, mà ở shop nào rẻ thì là 100 3 chiếc. Dùng cũng được 4-5 hôm là tay mình nó cũng mồ hôi, nên dùng cái đấy cũng 4-5 hôm là bắt đầu nó bong bong lớp bên ngoài rồi. Đấy, thì cái này cũng Hùng thì 3-4 hôm Hùng thay một lần. Đấy, 3-4 hôm Hùng thay một lần. Còn nếu anh em nào mà bảo định mua cuốn cán mà nửa tháng, một tháng mới thay hoặc là vài tháng mới thay thì không nên mua loại này. Bởi vì anh em nếu mà thời gian lâu như thế mà thay, thực ra cái cuốn vợt đối anh em không quan trọng. Dùng loại nào cũng được, Hùng nói thật. Khi mà mình không chơi chuyên ấy, khi mà mình ngày xưa mình chơi gà ấy, cái cuốn vợt mình dùng cả tháng cả năm mình có thay đâu. Nhưng mà đến lúc mà mình chơi tốt lên mình mới hiểu cái độ quan trọng của chiếc cuốn cán vợt như nào. Nó quyết định rất là nhiều luôn. Nhiều khi đánh độ, nhiều đường cầu quan trọng cầu quyết định mà mình, ví dụ mình thủ mà điểm tì mà nó bị trượt vợt chẳng hạn, thủ không thể nào mà bung cầu lên được, trượt bá non tay rồi thì thủ lấy đâu ra lực mà thủ nữa. Và khi đập cầu, đập mạnh hết cỡ thì không dám đập, chỉ sợ bay vợt. Đấy, đang phản tạt đua cầu với đối thủ, đang tì cầu tự nhiên trượt bố ngón tay, cầu bay ra ngoài. Nên nhiều khi anh em phải chơi kiểu cầu lông, nó kiểu cũng là phong trào thôi, nhưng mà chơi kiểu tốt, chơi sâu sâu một tí thì sẽ hiểu được cái độ quan trọng của chiếc cuốn cán. Đấy. Mà chiếc cuốn cán này Hùng rất là hài lòng với nó. Hùng phải nói Hùng đam mê và yêu thích nó vì nó rẻ và nó lại giải quyết được cái vấn đề trơn tuột vợt cho mọi người. Đấy, thế nên là Hùng bán này rất tự tin, giới thiệu anh em một cách chân thật, Hùng thấy như nào, nghĩ nào Hùng bán thế thôi. Và cái sự tự tin đấy của Hùng không phải chỉ đến vì Hùng dùng, Hùng hợp, Hùng thích nó, mà là những cái khách hàng mua ấy, họ đánh giá rất là tốt. Nhưng dĩ nhiên không phải là 100%, nhưng mà trên 95% khách hàng mua hàng là đánh giá tốt và hài lòng và quay lại sử dụng sản phẩm này. Thật, khách hàng, những người mà đã dùng hợp cái loại này của bên Hùng, dùng không muốn đổi loại khác, cứ dùng loại này thôi, không có là lại bắt đầu kêu luôn. Hiểu nhiều khi không có hàng, khách bảo hàng gì mà về mỗi lần được một tí, vừa mới về vài hôm tuần đã hết hàng, mua không kịp. Đấy thì anh em nhá, anh em mua giày hay mua tất hay mua cuốn cán chống trơn thì anh em nhắn tin ủng hộ Hùng nhá. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta nãy giờ Hùng không biết là có ai đang xem live stream luôn ấy. Thì bây giờ cho Hùng xin 1-2 phút để chào tạm biệt anh em nhá. Hello anh em, chúng ta chào nhau cái nhờ. Hello mọi người, chúng ta say goodbye nhau cái nào. Goodbye nào. Có ai muốn goodbye Hùng không? Đúng rồi, Việt Dũng ơi, quần cán chỉ có mỗi 2 màu thôi. Hello anh Nam NK, quay thêm ba lô Kumpo đi. Kumpo hôm trước em quay bao vợt rồi. Kumpo thì có giày. À, có. Thôi lúc nào quay sau nhá. Bây giờ em cũng chuẩn bị lên hãng Li-Ning nhập ít giày ít vợt nhá. Hàng bây giờ bán sắp hết sạch rồi anh em. Kệ hàng còn mấy đôi đâu. Mấy thùng ở gầm miếc cái thứ kệ. Hết bố giày rồi. Đây, về được thêm lô này. Lô này thì
chắc là bán 1-2 hôm là hết bố rồi. Thế thì anh em mua đi ủng hộ cùng nhá. Goodbye anh em nhá. Ok em chào anh, goodbye anh Henry Trần nhá. Anh Henry Trần xem từ đầu đến giờ cảm ơn anh rất nhiều. Hello anh Nguyễn Bằng, anh Nguyễn Bằng nếu mà ít mồ hôi tay thì có thể trải nghiệm thêm cái loại quần cán chống trơn GI này của bên em. Cái loại này thì chống trơn cũng tương đối tốt, nhưng mà khi ra nhiều mồ hôi thì nó sẽ không rít tay bằng cái loại kia. Nhưng mà cái này được cái là nó sẽ khi mà ít mồ hôi thì cầm cảm giác nó sẽ bám tay hơn đấy. Có nghĩa là cũng không phải bám tay hơn mà cầm khi mà ít mồ hôi thì cầm cảm giác cái này êm và sướng tay hơn. Đấy. Cái loại GI này. Đấy thì Hùng bán ngoài quần cán chống trơn độc đặc trị mồ hôi tay gia truyền kia thì Hùng còn bán thêm cuốn này nữa. Cuốn này là để phục vụ thêm các nhu cầu khác, ví dụ một số khách thì không ra nhiều mồ hôi lắm thì dùng loại này lại rất là khen. Và đấy, loại này thì có ba màu đỏ xanh vàng, màu đỏ đang chỗ này đang hết, ở trên kia Hùng không tiện lấy đấy. Xanh và đỏ xanh vàng, cái màu này hơn có cái màu đỏ nữa. Cái cuốn GI này cũng rất là ngon, nhưng mà nếu mà về chống trơn mà đặc trị mồ hôi tay thì loại kia Hùng vẫn đánh giá cao hơn nhé. Tại vì Hùng dùng loại kia Hùng thấy ưng hơn. Nhưng mà khi ra ít mồ hôi dùng cái loại GI nó sẽ êm tay hơn. Và cái loại chống trơn của bên Hùng thì nó sẽ có đặc điểm nó sẽ ngắn hơn những cái cuốn cán loại khác trên thị trường một chút nhá. Nên là anh em mà cuốn như các loại khác thì sẽ bị thiếu một chút, nó mất khoảng mấy phân. Ngắn hơn mất khoảng mấy phân nên là Hùng sẽ khi cuốn thì Hùng sẽ kiểu san đều hơn ra một chút ấy, là nó vừa, là nó thoải mái để cuốn. Đấy còn có một số cái khác, ví dụ như livestream về bó gối hay là bó cổ chân các thứ thì giới thiệu anh em sau nhá. Bó gối, bó cổ chân, bó lưng này, bó đùi này, ví dụ căng cơ đùi sau khi mà đánh hiểu dướn nhiều ấy, đặc biệt các bạn đánh đơn ấy, căng cơ đùi sau thì có cái bó đùi hỗ trợ. Và cuốn cán vải nhá. Em dùng cuốn cán cao su mà không hợp thì có thể dùng cuốn cán vải, mà cuốn cán vải vẫn không hợp nữa thì chuyển sang loại cuốn cán chống trơn nhà Hùng dùng đi. Hùng sướng, các thiết bị bảo vệ Hùng có bán cả vợt nhá, vợt Li Ninh này. Mấy thùng vợt. Nếu anh em cần cái gì thì nhắn Hùng, tất vợt, giày vợt, phụ kiện bảo vệ, bó khuỷu tay này, bó cổ tay này, chặn mồ hôi cổ tay này, băng mồ hôi đầu này, bó gối này, bó cổ chân, chống lật cổ chân này, bó bắp chân này, bó lưng cho anh em đau lưng này, đánh cầu vặn sườn nhiều đau lưng, cũng phải dám cái bó lưng. Thôi tạm biệt mọi người nhá, không lan man nữa. Tạm biệt mọi người, tạm biệt mọi người, không lan man. Anh Nguyễn Bằng thì anh lấy 20 cuốn cán thì em cứ kiến nghị là anh lấy 6 cái loại chống trơn và 14 loại ấy nhá, 14 chiếc loại GI, em nghĩ là nên thế. Đấy. Hoặc là 16 chiếc GI và 4 chiếc cuốn cán chống trơn. Cái kia, cái chống trơn em nghĩ anh cũng nên thử. Anh cũng nên thử. Dù sao thì tiện một lần ship thì mình cứ lấy hai loại mình dùng thử. Cái loại nào mình lấy chủ đạo, loại kia mình lấy một hai cái, hai ba cái là được. Anh Bằng thì em sẽ nhắn tin tư vấn thêm. Cảm ơn anh em, kết thúc live stream đây. Giờ lên hãng lấy ít giày vợt nữa về bán cho anh em hàng. Bán được này sắp hết bố hàng. Goodbye mọi người nhá. Chúc mọi người buổi chiều gặp nhiều may mắn và nhiều niềm vui nhá. Bye bye.